Mưa lớn suốt đêm 26 và cả ngày 27 tháng 10 khiến nước lũ nhiều con sông ở tỉnh Phú Yên dâng lên nhanh mức trên báo động cấp 2. Dự báo chiều tối nay nước lũ tiếp tục lên cao, có sông đạt báo động cấp 3. Đến 17 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đồng Xuân đã có hơn 60 người dân ở xóm giữa thuộc khu phố Long Châu, thị trấn La Hai đến sơ tán tránh lũ. Hành trang của người dân đi tránh lũ là áo quần, mền gối, ca men đựng thức ăn và cả cặp sách cho các cháu nhỏ là học sinh để dự lũ cũng có thể học online được. Nước nó đang lớn nhanh, bè con cũng dọn, cũng tranh thủ dọn rất là nhanh, lật đật là giờ cũng chạy lên cơm nước, cháu đụng lên này, mấy cụ già rồi cũng nhờ chính quyền cán bộ cho ăn nước uống sữa, giờ cũng lên được tới đây cũng mừng rầu, rất cảm ơn. Năm nào cũng chạy lên đây miết à. Ngồi cách vài mét là vợ chồng cụ Võ Phùng Cương, 87 tuổi và Nguyễn Thị Nhị, 85 tuổi. Hai cụ cho biết đã lên trung tâm văn hóa tránh lũ từ trưa nay vì lo chiều nước lớn, già yếu không đi được. Hai cụ cũng mang theo cơm nước, bánh trái, đồ dùng cá nhân để ở tại nơi sơ tán trong hai ngày. Cụ Cương nói, tụi tôi ở vùng thấp quá nên lũ lớn là phải sơ tán ngay, không dám ở nhà, lên đây ở cho an toàn. Nhờ lực lượng ứng phó thiên tai của huyện hỗ trợ, mỗi gia đình đi sơ tán được bố trí riêng một khu vực, đảm bảo khoảng cách an toàn với gia đình khác. Người dân sơ tán đều đeo khẩu trang, hạn chế trò chuyện cùng nhau vì ai cũng lo dịch bệnh. Cụ Võ Thị Tiến, 81 tuổi, nói, tụi tôi lớn tuổi đều đã tiêm 2 mũi vaccine rồi, nhưng ở đây nhiều người trẻ hơn có thể mới tiêm 1 mũi hoặc chưa tiêm, nên mình phải đeo khẩu trang và nhắc mọi người cũng như vậy để an toàn, chứ sợ dịch lắm. Ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Xuân, cho biết từ trưa ngày 27 tháng 10, nước lũ về lớn đã làm ngập nhiều đoạn đường của quốc lộ 19C, DT-647, DT-641, DT-642 gây chia cắt 3 xã. Trong đó, riêng xã Xuân Sơn Bắc với 3.000 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Đến chiều nay ngày 27 tháng 10 đã có 4 xã, thị trấn phải sơ tán tránh lũ. Ông Chánh cho hay, chống lũ năm nay khác và khó hơn mọi năm là chống kép, tức vừa chống lũ, vừa chống dịch nên chúng tôi rất lo. Các phương án đã lên là các gia đình được đưa vào các phòng học hoặc khu văn hóa, bố trí ở giãn cách nhau, tuân thủ 5K, hạn chế tiếp xúc để đảm bảo an toàn. Lực lượng ứng phó thiên tai cũng kiêm luôn trách nhiệm nhắc nhở bà con phòng dịch, đồng thời hỗ trợ đồ ăn, thức uống cho dân sơ tán. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, hiện nước các sông tại Phú Yên vẫn đang lên. Thủy điện sông Ba Hạ tăng lượng xả lũ từ 1.200 mét khối trên dây buổi sáng lên 2.000 mét khối trên dây vào trưa cùng ngày. Một số hồ thủy lợi lớn cũng cho xả tràn về hạ du để đảm bảo an toàn hồ đập. Từ trưa đến chiều nay, nhiều khu vực ở các huyện Tuy An, Tây Hòa, Sông Hinh, thị xã Sông Cầu, người dân đã chủ động kê dọn, gửi đồ đạc, sơ tán tại chỗ đến nhà người quen trong xóm để đảm bảo an toàn vì lo ngại lũ dâng cao trong đêm tối.